Đây ạ. Giờ thì ổ cắm này, dây sạc tiếp tục về bạt ngàn cho các bác. Cũng rất cảm ơn. Em cũng nghĩ là mới đầu thì em cũng lấy có vài chục cái thôi các bác ơi. Còn đây các thùng em bốc. Vài chục cái thì em cũng nghĩ là các bác ấy, nhưng mà không nghĩ rằng là có một vài bác mua thử về xong là đặt toàn 6 8 cái, có người 10 cái, có người lấy luôn. Đây ạ. Thì bảo các bác là thì đối với cái dòng ổ cắm này mà hôm trước em có giới thiệu cho các bác đấy. Đây. Ổ cắm này, kiêm sạc điện thoại hai bên, lắp âm tường. Em đã có một bản demo cho các bác là hướng dẫn cách lắp này và demo sạc điện thoại. Bác nào cần em gửi clip hướng dẫn cho. Lắp cái này vào thay vào cái ổ ổ ổ điện nhà mình ấy, chỉ mất tầm 5 phút. Hôm đấy em vừa quay em vừa thay. Mà em còn hai lần đi ngắt cầu dao em mới hết có 5 phút thay cái ổ điện. Bất kỳ một ổ điện nào trên trên tường nhà mình. Em thay hết có 5 phút thôi, còn thời gian ngắt cầu dao nữa. Cái này rất là tiện cho bác là gì? Hai ổ cắm điện. Có cả chân thứ ba là chân tiếp mát. Chân tiếp mát này rất là hay nhé. Nếu nhà bác nào mà lắp đấu đất thì có chân tiếp mát này nó rất là tốt luôn. Đấy. Ngoài ra thì hôm em đã có clip khui cái nắp này này. Cái hộp trong này là cái bo mạch này nó làm nhiệm vụ cho cái hai cái cổng sạc USB 5V này này. Đấy cái bo mạch đấy, em đã mở cái bo mạch ra cho bác nhìn rồi đấy. Bác nhìn cái bo có clip mở rồi đấy. Bo mạch này phải nói luôn là tất cả các củ sạc điện thoại chả củ nào vượt được qua cái bo mạch này. Cái bo của nó làm rất là chuẩn luôn. Thì như đây em lắp vào một bộ nhá, như hôm trước để giới thiệu chứ không. Hôm nay em có hàng trả cho bác rồi, nhiều bác có dục có nghĩa là về thử xong sau lại đặt lại, nhưng mà báo cáo bác em chỉ lấy thử xem nhưng mà không nghĩ các bác đón nhận nhiều, thế thì hôm nay em có trả cho bác rồi, có người 6 có người 8 cái liền được, kiểu thay các phòng luôn đấy cho nó tiện đấy. Tại sao nó tiện? Nó vừa dùng ổ điện dùng mình, vừa hai nữa vừa sạc điện thoại, cái thứ ba là cái chống giật này này, chống giật cho trẻ em này. Bác nhìn nhé, ví dụ trẻ em nó cầm cái que sắt nhé, chọc cái này này nó không thể chọc được vào đâu. Tất cả các ổ cắm bây giờ họ đều làm như vậy, nhưng con này cái đạt tiêu chuẩn của nó, có nhiều ổ cắm ấy bác cắm vào này nó vẫn trượt, có nghĩa là họ làm cái lẫy cái độ nghiêng của nó vẫn có vấn đề. Nên con này chọc thoải mái, bác chọc thẳng em đố ấy, nhưng bác phải nghiêng nhé. Đây, nghiêng thì mới lắc được vào, chứ như trẻ con thì không bao giờ nó biết nghiêng như này rồi. Chọc thẳng nghiêng thì nó không vào được đấy, chọc thẳng không bao giờ vào, chống giật rất là tốt. Cái thứ hai là không phải cắm củ sạc vào đây nữa mà cắm trực tiếp dây sạc vào đây luôn. Đây dây USB này, cắm trực tiếp dây sạc USB vào đây luôn, sạc điện thoại luôn, được chưa ạ? Đấy, cái này em có clip hướng dẫn cho bác rồi. Và đây thì một cái bộ này có mức giá là 290.000. 290.000 gồm cả cái bộ này, cái bảng điện này, cả dưỡng này nữa. Thì đây sau em cậy để em cậy ra em hướng dẫn lại các bác nhé. Thì cả dưỡng này này, cái dưỡng của nó thì tuyệt vời bác nhé. Đây này, dưỡng này, được chưa? Dưỡng của nó như thế này chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu các bạn. Đấy thì bác về nhá, đầu tiên là bác tháo cái ổ cắm kia ra, bác vứt đi, ngắt cầu dao đi, tháo bỏ cái ổ điện kia đi. Đấy, sau đó vứt cái ổ đi. Và sau đó là bác lắp cái củ này vào đây cho em. Được chưa? Đây. Bác lắp vào gài vào mặt giữa này cho em này. Đấy, nhìn chưa? Nó có cước này bắn tạch cái là xong. Đấy, như thế này là bác đã đấu điện vào này. Đường âm, đường dương đây và đường dương, đường âm đây, tùy bác lộn hai chiều được thoải mái. Còn đây là đường mát rồi. Đấu hai đường dây, đường âm đây, đường dương đây hoặc đường dương đây, đường âm đây ngược lại, có nghĩa chiều đạo được. Được chưa? Sau đó là cả cái mặt này bác đưa ốp vào vào trong cái ổ điện ấy, vặn hai ốc hai bên này, hai ốc hai bên, ốc có tự lựa 3 điểm nhé, thoải mái luôn, hai ốc hai điểm. Khi bác lắp ốc xong, vít xong, cuối cùng là bác chỉ đậy nắp này này vào tường kín mít luôn chưa ạ? Đấy, như một bả điện trên tường luôn. Con này có mức giá là 290.000. Hôm trước em lấy có thật thực tế là đầu tiên là thấy thử xong lấy có 16 cái về định thay, nhà mình thấy nó hay quá thì là các bác lấy hết. Có những bác lấy về lắp thay hết nhà, nó tiện lắm các bác ạ. Chỗ nào cũng tiện, nó đỡ phải cắm cái củ sạc điện thoại nó lồi ra ngoài, nó vừa mất an toàn vừa mất thẩm mỹ. Và báo cáo các bác là bây giờ các bác đi mua một cái ổ điện, cái bảng điện như này, em khẳng định là chưa có hai cái này nhé, như thế này không thôi, ổ điện như này các bác đốt tiền trăm trở lên rồi, chứ không nói chuyện là tất cả sạc USB rồi là sạc 5V nữa nhé, cho bác nhé. Hàng đã đẹp cả combo như này, 290k, được chưa ạ? Đấy các bác ạ, nên cái gì thế thôi, giá nó có mức một giá rất chung rồi em Tuấn. Và rất cảm ơn nhiều bác, quá nhiều bác đón nhận chứ không phải rất nhiều bác lấy nhé, và rất nhiều bác lấy thử xong về lấy đặt rất là nhiều. 290k một bộ như thế này, 290k, ok chưa ạ? Còn đây em đang về cái dòng ổ điện này nữa, nhưng mà báo cáo bác là chiều em bận có việc rồi. Đây cái mặt ổ điện thông minh này, cảm ứng này, và có thể ra lệnh giọng nói này,
có thể điều khiển điện thoại từ xa bật tắt theo dõi gia đình này, hoặc là điều khiển từ xa bật đèn hoặc tắt đèn hoặc mở cửa các loại luôn. Thì em về em sẽ làm clip em lắp đặt xong em hướng dẫn em demo cho các bác nhé. Em demo cho các bác thì là sau đó em sẽ hướng dẫn các bác, và giá thành nó cũng rất là rẻ, nó chỉ vài trăm nghìn thôi chứ nó không đắt. Thật ra là trước nhà em lắp rồi, em lắp rồi nhưng em lắp Lumia bác ạ, Lumia đắt quá bác ạ, toàn hơn 2 triệu một ổ điện thôi đấy. Và các bác là em Tuấn thì nói chung là thật ra là cũng thích cái món điện thông minh này, nhưng mà đây nói thì nói thực, nói thì nói luôn để cho các bác nhìn, em tường toàn Lumia. Nhưng mà Lumia thì báo cáo các bác là nó quá đắt, nó quá đắt. Mà cái thứ hai nữa là đây của em đây, em chơi toàn Lumia cũng toàn cảm ứng thật đấy, nhưng mà thằng này nó đắt. Mà cái thứ hai nữa là điều khiển rất là phức tạp. Là gì? Thằng này nó phải có một con bộ điều khiển trung tâm và lại phải có một bộ điều khiển ra lệnh giọng nói, nó rất là phức tạp. Có nghĩa là người bình thường của mình nếu không hiểu, không biết làm về công nghệ thì rất là phức tạp với cái thằng này. Nói luôn như thế, rất là phức tạp, rất là mệt. Nhưng mà cái thằng bảng điện kia giá thành hợp lý, điều khiển bắt wifi trực tiếp luôn và cài trên điện thoại các bác dùng app rất là dễ. Và có nói tóm lại là người cảm giác là không biết về công nghệ thì xem em hướng dẫn, là em hướng dẫn theo kiểu là nhà quê đi, hướng dẫn theo kiểu đấy cho nó dễ, bác làm được ngay. Chứ còn thằng Lumia em nói thật các bác là bác đau đầu luôn. Nếu mà em khẳng định là nếu mà ai không biết máy tính, không biết công nghệ thì còn lâu mới làm được nó. Nói cho bác. Nên là hàng này em sẽ hướng dẫn cho bác nhé. Đây. Ví dụ thằng này đây này, thằng này là bình nóng lạnh này, rất là hay. Ví dụ như là các bác đi đâu xa chẳng hạn, mùa đông này này, về bảo ô thôi này đi đánh được cầu lông cái, nhưng mà lại không có ai ở nhà bật bình nóng lạnh. Các bác có thể ngồi ở cơ quan bác vẫn bật được bình nóng lạnh của bác ở nhà, bật tắt bình nóng lạnh của bác ở nhà luôn, được chưa? Đấy. Bác ở cơ quan bác làm bất kỳ ở đâu, kể cả bác ở trong miền Nam bác vẫn bật được điện thoại ở nước ngoài, à, bật được cái ổ điện này ở nước ngoài hay ở miền Bắc cho con cái nhà bác ở nhà có thời gian tắm đấy. Nó hay ở cái đấy và rất đơn giản, dễ lắp đặt, dễ lắp đặt nhá, dễ cài đặt nhá. Độ dày thì không phải nói rồi, chắc chắn lắm đấy. Thì cái này em sẽ làm cái demo sau, em sẽ làm một cái bản demo sau, một số cái thiết bị nó còn nhiều lắm, demo cái đấy rồi là một số ổ điện thông minh, rồi là có một số ổ điện đây nữa này, nó có một số thiết bị hẹn giờ rất là hay. Và các bác là em Tuấn sẽ hướng dẫn làm một cái một vài clip để demo để cho các bác sử dụng cái món công nghệ này cho nó tiện. Thật ra giá thành nó rất rẻ nhé, phải nói luôn là giá thành rất là rẻ, không đắt, giá thành rẻ, em nói luôn là giá thành rẻ nhé. Một cái ổ điện bây giờ các bác đầu tư một cái ổ điện như thế này, bác bật tắt công tắc ví dụ như này, mà mua hạt công tắc, ví dụ như mua ba cái hạt này đúng không, ba hạt công tắc rồi mua bảng điện các thứ, thì các bác phải nướng nó vài trăm, đôi ba trăm rồi. Nhưng con này thì nó có đắt với đâu, cảm ứng lại điều khiển từ xa, bắt wifi. Ủa gì nói hay lắm, nói chung là đã vào công nghệ, em sẽ làm demo hướng dẫn cho các bác. Và các bác có thể tự lắp được, tự cài được. Em sẽ hướng dẫn làm thật chi tiết trên điện thoại cho các bác. Rồi em chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác clip sau. Còn con này vẫn vậy nha bác nhé, 290k. Ổ cắm và kiêm sạc điện thoại luôn, lắp trong âm tường luôn ạ. Các bác lắp ở đầu giường được này, lắp ở phòng ngủ được này, lắp chỗ nào cũng được, lắp ở phòng ca trà cà phê, rồi lắp ở các quán cà phê, rồi lắp ở các phòng khách của mình nó tiện, để cho nó đỡ phải lôi cái ổ cắm này ra, không cần sạc, cắm thẳng luôn, được chưa? Rất là tiện, cực kỳ tiện luôn ạ. Nhưng mà chào các bác.